Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Gây ra hành vi phạm tội rồi xóa dấu vết hiện trường, sau đó bỏ trốn là hành vi của hầu hết các đối tượng phạm tội. Trong vụ án nữ kế toán bị sát hại tại tỉnh Bình Dương cũng vậy. Sau khi lạnh lùng ra tay sát hại nạn nhân, gã sát nhân đội lốt giám đốc người Trung Quốc đã 26 giờ chạy trốn với quãng đường là 500 km. Thế nhưng, với ý chí quyết tâm truy bắt kẻ thù ác, phá án đến cùng, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được đối tượng tại Gia Lai. Chi tiết quá trình chạy trốn trước khi bị bắt của giám đốc Trung Quốc này như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày mùng 2 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp tố tổ tụng tiếp theo đối với Giang Jong-hu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Lời lại vụ việc, khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 3, nhân viên công ty Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Nguyên, Bình Dương, phát hiện chị Lý Thị Mờ, 30 tuổi, chú thị xã Tân Nguyên, Bình Dương, đã chết trong phòng vệ sinh của công ty. Cách chỗ nạn nhân vài mét, có một con dao dính máu, nghi là hung khí gây án thời điểm này nhân viên công ty thấy giang jong hu 47 tuổi quốc tịch trung quốc giám đốc công ty đi ra từ hiện trường rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải màu trắng biển kiểm soát 61c45000 rời khỏi công ty ngay sau khi nhận tin tức về vụ án công an tỉnh bình dương đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm giang jong hu trên toàn quốc nhận quyết định truy tìm của công an tỉnh bình dương giám đốc công an tỉnh gia lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố pleiku phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp chốt chặn trên các tuyến đường ra vào tỉnh gia lai và địa bàn thành phố pleiku tập trung lực lượng truy tìm tung tích đối tượng Khoảng 20h30 ngày 30 tháng 3, trực ban công an thành phố Pleiku nhận được thông tin trao đổi của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Gia Lai về việc đối tượng Jang Jong-hu đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Pleiku. Nhận thông tin, Thượng tá Phan Nhật Toàn, trường công an thành phố Pleiku nhanh chóng chỉ đạo công an các phường, xã, đội nghiệp vụ có liên quan tiến hành tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, giả soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú khi phát hiện đối tượng, phương tiện thì phối hợp với lực lượng để xử lý. Đội Cảnh sát Giao thông, Trợ tự và Tổ tuần tra 141, Đội Cảnh sát Hình sự, Chỉ huy phối hợp với các đội nghiệp vụ, thuộc công an thành phố Pleiku tổ chức tuần tra các tuyến đường trung tâm, lưu ý đến đặc điểm nhận dạng của đối tượng Jang jong -ho. Đến khoảng 21h20 cùng ngày, tổ tuần tra 141 phát hiện đối tượng khả nghi có đặc điểm giống Jang Jong-ho đang ở tại khu vực cửa hàng thời trang đường Lê Duẩn, phường Phú Đồng, thành phố Pleiku. Tổ tuần tra 141 tổ chức triển khai lực lượng bắt giữ Jang Jong-ho đưa về trụ sở công an phường Phú Đồng. Thời điểm bị bắt giữ, Jang Jong-ho mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen trên người đang mang theo hơn 800 triệu đồng cùng hai điện thoại di động. Khi bị bắt, đối tượng chống trả rất quyết liệt. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với chị M dẫn đến hai bên xảy ra cái vã. Vì quá tức giận, nghi phạm đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong, vì quá hoảng sợ, Giang Jong-ho chạy xe bán tải rời khỏi hiện trường. Sau đó, y để lại chiếc xe bán tải ở Lô Cao Su, địa bàn giáp danh giữa xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Nguyên và phường Yên Hưng, thị xã Tân Nguyên, Bình Dương, rồi bắt xe khách lên thành phố Pleiku, Gia Lai. Tính từ thời điểm gây án đến khi bị ra lưới, nghi phạm Jang Jong Hu đã có 26 giờ chạy trốn. Quãng đường mà hắn chạy trốn từ thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương tới thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là gần 500 km. Trong ngày 31 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành di lý nghi phạm về tỉnh Bình Dương để phục vụ điều tra. Với thành tích truy bắt nhanh đối tượng giết người sau 25 giờ gây án, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku đã tặng giấy khen cho tập thể công an thành phố Pleiku và giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng Jang jong Hu. Cùng với quyết định khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku cũng thưởng nóng tập thể công an thành phố Pleiku số tiền 10 triệu đồng.